Ok, hôm nay là sinh nhật của Ngọc Trần. Anh là một reviewer. Ngọc Ghẻ. Hiện tại là anh là bên Nghe Nhìn Việt Nam. BD phải nhắc anh Phước. Có cần hát không? Ok. Happy birthday to you. Thôi, hát quốc ca nè. Ok. Rồi. Ướt đây, ướt gì nè. Ước gì lịch sử không lặp lại. Ước gì mà đi về bộ gì đây. Ok. Rồi thở ra, thở nha, thở ra một. Thở chứ không có phục nữa mấy nha. Không có phục là tụi anh không ăn được. Thở từ xa đi má. Trời ơi. Gì vậy? Gì vậy? Ai vậy? Không phải ăn, không phải ăn. Đây này, đây này. Đây này. Rồi, ok, phát biểu. Hôm nay mình rất vui bởi vì có sự góp mặt của anh Phước Ngọc Thân và bạn Nhân Sờ Lâu. Em Nhân Sờ Lâu có bồ mà không dẫn đi được. Rồi. Đó là Nghĩa Ngọc Thân ngồi cạnh anh Phước. Ok, hai người có thể thành một cặp. Ok. Cái tiếp theo đó là cảm ơn tất cả mọi người đã đến trong. Tại sao mày không cảm ơn Nhân vậy? Cảm ơn bạn Yến và cái gì nhỉ, người ta gọi là cảm ơn, trân trọng cảm ơn bạn Trí đấy, mặc nghe đúng không đấy. Và cảm ơn anh chị đã và thằng này nó như thế này là không được, biết sao, tại vì bồ nó phải lặn lội từ ngoài kia vào đây. Em phải nói luôn anh này, em phải nói luôn á, anh phải nói luôn. Thế này không nói này đâu, không sao. Tối nay là ok, cái này là cảm ơn sau. Ok rồi, là bây giờ sao à? Ê, nhưng mà tính ra cái này hơi bé, hơi bé là mất nhiều rồi. Vậy quá, nói đùa thôi.